Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc xe Honda CR-V. Chiếc này của em là sản xuất năm 2014, màu đen, biển số Hà Nội 30A 641.37, sản xuất năm 2014, máy 2.4, phiên bản 2.4 cao cấp của CR-V. Đây là khoang máy. Hôm nay em cố tình mở cái nắp capo ra trước để cho anh chị có thể nắm được khoang máy. Khoang máy của chiếc xe này còn rất là mới, và hiện tại thì bên em đã cho rửa máy rồi, rất là sạch sẽ. Nói chung là đời này thì CR-V nó vẫn có một cái gì đó rất là ấn tượng đối với khách hàng và người sử dụng. Trên cái bản cao cấp 2.4 này thì sử dụng bộ la răng phay 5 chấu phay. Đó. Honda CR-V thì có hai phiên bản. Thời điểm đó là có hai phiên bản, bản 2.4 và bản 2.0. Chiếc này của em là bản 2.4 nhé, bản full option 2.4. Màu đen. Chạy 68.000 km. Em xin phép quay nhanh một chút để cho anh chị cùng tham khảo nhé. Lốp lát thì vẫn là dày. Nói chung là thoải mái chạy được khoảng tầm 4-5 vạn nữa mới phải thấy lốp. Nội thất của chiếc xe này màu đen, nguyên bản zin theo xe luôn. Đó. Còn đây là phía trung tâm. Trên cửa sổ trời, có cửa sổ trời. Bản 2.4 thì có cửa sổ trời, còn bản 2.0 thì không có cửa sổ trời đâu. La răng đấy. Ghế đây. Trần xe thì còn sáng và sạch. Nói chung là còn đẹp. Trên chiếc 2.4 này thì được sử dụng màn hình DVD theo xe. Màn hình theo xe, không phải lắp thêm. Số km hiện tại đây 68.000 km, anh chị có nhìn rõ không ạ? 68.740 km. Cần số đây. Đó. Trên cái chiếc CR-V này thì thiết kế nó cũng đơn giản, không cầu kỳ. Nói chung là mọi thứ em thấy trong cái tầm tiền này, anh chị cũng lựa chọn chiếc CR-V này cũng rất là hợp lý. Tại vì là trong cái khoảng tiền loanh quanh trên dưới 700 triệu thì anh chị cũng khó mua được một chiếc xe nào gia đình sử dụng mà 5 chỗ, gầm cao, máy thoáng, lại xe Nhật, động cơ lại 2.4, bốc. Nói chung là hoàn hảo được như chiếc này. Hiện tại thì chiếc Honda CR-V này bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 715 triệu cho một chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2014, phiên bản 2.4, bản cao cấp nhất full option của Honda CR-V. Xe chạy được 68.000 km, màu đen, biển số Hà Nội. Nếu như anh chị muốn mua trả góp chiếc xe này thì hãy chuẩn bị cho em khoảng tiền từ loanh quanh khoảng tầm 300 triệu đến 350 triệu. Em sẽ làm thủ tục trả góp để hỗ trợ anh chị vay tối đa trong vòng 6 năm với lãi suất ưu đãi dành cho mua bán ô tô đấy ạ. Cốp của Honda CR-V thì cũng rất là rộng rãi, để đồ thoải mái. Nói chung là gia đình sử dụng rồi thì đi chơi, đi du lịch để vali thoải mái. Lốp sơ cua đấy, lốp sơ cua này chưa hạ một lần nhé, chưa chạm đất luôn. Đó, vẫn còn sơn zin. Trần xe thì còn sáng và sạch. Mời tất cả anh chị qua trực tiếp cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm về chiếc xe này nhé. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh của em để cập nhật những chiếc xe sắp tới sẽ về bên em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.